Anh chào các bạn, mình là Phương TK, rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay lại có một cái phần video nữa để dành cho các bạn. Thì ở đây mình nhận được một cái bản phần bản vẽ nó có một cái lỗi như thế này. Thật ra thì nó không phải là lỗi đâu. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta in ra thì nó coi như trong bản vẽ nó là lỗi. Mình sẽ thử in cái bản vẽ này ra xem mà nó có nhìn thấy không nhá. Phần như thế. Đây, review lên. Vậy là nó vẫn hiển thị rõ ràng ở trên cái phần bản vẽ này. À, như vậy là khi mà chúng ta làm một phần bản vẽ này mà dùng dim như này là không thể sử dụng được rồi, không in ra được. Vậy thì à, chúng ta thử tìm hiểu, cùng nhau tìm hiểu xem là cái thằng này, cái thằng lỗi này nó sinh ra từ đâu. Mình sẽ thử vẽ cho các bạn một cái đường line này, sau đó mình dùng lệnh DIV, mình chia đường line này, bố chẳng hạn đấy. Thì các bạn thấy ở đây, mình cũng có một cái hình, một cái hình mà nó giống hết thằng này. Thì bản chất của cái thằng này nó chính là một điểm point bản chất của thằng này nó chính là một điểm point chỉ là một điểm thôi nhá một điểm point và cái phần này là cái phần hiển thị của điểm point đấy nếu mà chúng ta thử này zoom xuống vào đó thì thằng này nó giống như hệt nhau vậy thì nguyên nhân xuất hiện thằng này nó là một điểm point đúng không thì nguyên nhân là nó nằm ở đâu thằng này dim của bạn ấy thông thường thì các bạn thấy ở trong này này chúng ta sẽ kiểm tra cái dim này trước nhé đây một cái dim nào đây đây một cái dim các bạn sẽ thấy ở trong này nó sẽ có là cái ra của bạn cả hai cái nó đều là architectich ờ, cái point này xuất hiện nó sẽ nằm ở trong cái phần block này block architectic này cái thằng này nó nó xảy ra cái lỗi này nó xảy ra khi mà các bạn thông thường khi mà các bạn dùng tức là khi mà các bạn dùng cái 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 block này nó là các bạn tự tạo thì thông thường vô tình khi đó chúng ta sẽ có chúng ta lại để lại một cái phần nốt này ở trong đó thì bản chất là để các bạn xóa hoàn toàn thì các bạn phải vào đúng cái phần dim đó cái phần này này vào đúng cái phần đó sau đó các bạn xóa cái phần nốt đấy đi đó cái này chỉ xảy ra khi mà các bạn tự tạo nhé một cái block tích này tự tạo còn bình thường như mình không tự tạo thì mình có thể mình copy các bạn thấy nó sẽ không còn nữa đó copy không còn nữa mua ra không còn nữa kể cả mình mua nhá Anh mua thằng này ra à đây mình vẫn đang copy đúng không đây này mình mua thằng này đi thì nó sẽ không còn nữa không còn xuất hiện nữa kể cả re lên nó cũng không còn xuất hiện nữa đó nhưng mà đối với các cái phần block mà vẫn có ở trong của các bạn thì nó lại xuất hiện như thế này đó. thì khi đó thì các bạn có thể sửa nhanh bằng cách là chúng ta vào format này chúng ta vào point này chúng ta vào point sau đó thì các bạn chuyển thằng này thành nốt hoặc là không có luôn như thế này. Tất nhiên là khi mà các bạn in hoặc là các bạn chia đoạn giống như mình lúc nãy thì nó sẽ bị gặp tình huống là là nó sẽ không hiển thị đúng không? đấy cái cái trường hợp này là như vậy thì có thể các bạn dùng cái một cái điểm này mình chuyển nó về thì nó sẽ không còn bị nữa. đấy cả kể cả các bạn có làm gì đi nữa. Bây giờ mình sẽ thử in ra cho các bạn xem chúng ta còn bị tình huống đó nữa không nhá? đây, đấy, nhưng bây giờ in ngon rồi. Ok, vậy thì để chia tận gốc thì các bạn nên vào cái phần block của tích này nhá, đánh lệnh BE, chọn vào đây, sau đó vào xóa đi. Cái của mình là cái mình là cái mặc định cho nên là nó không có. Nhưng mà khi mà các bạn đi chuyển bản vẽ sang thì nó vẫn hiển thị. Đó, mình thì mình chỉ cần mu đi một cái là nó hết thôi. Bây giờ mình sẽ lại thử chuyển lại cái kia xem nó có xuất hiện không nhá. Lại cái này. Đó, nó lại lên chi chít, chít luôn ok thế bây giờ lại chỉ có mu đi một đoạn thôi mà nó lại bắt luôn đó. Đấy, không còn bị nữa <laughs> ok đấy là một cái lỗi rất là hay mà có thể các bạn sẽ gặp phải nhất là khi mà chúng ta làm các phần dim rồi các phần block mà vô tình chúng ta chia đoạn ở trong cái phần block ấy đấy giả sử như mình uh, chúng ta vô tình thôi chúng ta vô tình xuất hiện những thằng đó thì các bạn có thể hiểu về bản chất và các bạn có thể xóa hoặc sửa nó đi là, là được ok cảm ơn các bạn đã xem phần video này hy vọng là sẽ có thêm một cái phần kiến thức bổ ích cho các bạn nhớ like uh, chia sẻ và bình luận dưới cái phần video để ủng hộ mình nhé cảm ơn